Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang sẽ chính thức diễn ra. Những ngày qua, các khâu chuẩn bị cuối cùng hướng về đại lễ đang được gấp rút hoàn thiện với nhiều chương trình kỷ niệm, hội thảo, triển lãm văn hóa nghệ thuật đặc biệt cúng dường Tổ sư. Pháp viện Minh Đăng Quang, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ banner, biểu ngữ, cờ hoa hướng về đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang. Ban Khánh Tiết đã đăng tải các mẫu thiết kế trên trang web và Facebook của hệ phái, đảm bảo tính thống nhất tại tất cả các tịnh xá trên cả nước. Ban tổ chức đã thành lập 30 tiểu ban, đảm bảo các khu vực đón tiếp, nghỉ ngơi cho hàng ngàn đại biểu về dự. Chương trình đại lễ kéo dài 7 ngày với nhiều hoạt động như triển lãm Tổ sư Minh Đăng Quang, khởi nguyên và sự truyền thừa, hội thảo hệ phái khất sĩ, tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp. Chương trình nghệ thuật Minh Đăng tỏa dạng, pháp hội hoa đăng, tri ân công đức Tổ sư đã khai sáng hệ phái khất sĩ Việt Nam. Cái điểm nhấn cho cái đại lễ này á, thì một là tổ chức hội thảo để các tăng ni, các nhà nghiên cứu học giả các giới khám phá cuộc đời đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang dưới các cái góc độ liên ngành, từ sử học, từ bộ chân lý, dưới góc độ Phật học v.v. Và để đánh giá lại những đóng góp to lớn của Phật giáo khất sĩ suốt 80 năm qua. Trình lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 11, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch, với khóa lễ cầu nguyện tưởng niệm của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội.